kantor kecamatan Babelan, teman-teman. Ya, dari kantor kecamatan Babelan, kita lurus ke sana, teman-teman. Lurus, nanti jangan lurus ke arah pasar, tapi kita belok ke kiri. Baik sahabatku, kita mulai rute perjalanan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là ba là nhau mắn như kết thúc bóng mây bóng màu hẹn gái và nháy hoa còn hoa cỏ ba lo quan sòn to hoa đến hoa đàn gà bò nữa bé thấy lo sẵn hàng mặt ba là hàng tuần má tu bốn bận là ba chân bận còn bận đi bận nữa bên còn thải con cả dây con cả dây liền về than.